Mình xin chào cả nhà nha. Hôm nay mình đi bắt ong với bạn mình nè. Chào cả nhà. Nay mình đi trong khu Keo Lai. Đi trong khu này cũng đã lắm cả nhà. Để quay lại cho cả nhà xem. Đi bắt ong. Khu mà bữa trước mà lội cũng khu gần gần đây nè, ong cũng nhiều dữ trời lắm. Sóc hả? Khu này sóc đỏ nhiều lắm đó nha. Mình muối. Mật ong thì ở Việt Nam mình nó giống như là chỉ được báo bệnh vậy cả nhà. Ở nước ngoài thì nó chỉ là một loại thực phẩm thôi. Còn Việt Nam mình thì chỉ tá lả bệnh hết chứ. Ông bà xưa nói như là chị là thuốc tiên, chị được bá bệnh. Mình thì giờ mình đang bị đạn lưỡi á nha, bị mà như kiểu mà nó nóng trong người á, cái nó bị nổi cái một cái đồ ăn như ăn canh, ăn đồ kho rồi á, cái nó bị nóng ra nước mắt luôn nha. Sẵn đây mình giới thiệu, mình cũng chia sẻ cho nhà biết cái mặt ong mình nè. Ai mà bị đạn lưỡi á, cái nhà lấy cái cây tăm băm ấy, tăm bông chứ, cái tăm bông á, nhà chấm mặt vô, cái nhà chấm ngay chỗ mà cái mục bị đạn á, là chấm tầm khoảng hai lần là nó hết rồi nha. Còn không á thì mình ngậm, mà mình lấy một muỗng cà phê á, tầm một muỗng cà phê mật ong á, rồi mình ngậm vô ngay chân cái chỗ mà bị đạn á, là tầm khoảng hai lần à. Tầm có hai lần là nó hết gác rồi cả nhà, nó lành luôn. Bây giờ chừng nào tới tổ ong thì mình quay cho nhà xem. Mình mới cũng bị đạn lưỡi cách đây mấy ngày mà mình chấm nó cũng hết rồi, bây giờ nó còn hơi hơi à. Đấy, bây giờ mình nhìn, mình quan sát tiếp bạn mình nha. Đến đây mình mới gặp được một tổ ong nữa nha. Tổ này cũng lớn nha. Đó nha, như cái tay mình chỉ chói nghe mặt trời luôn rồi. Xuống xuống rồi, xong đồ lên nữa nha. Thả phải nước là uống miếng bột. Mình mới gặp được thêm một tổ nữa cả nhà. Tổ nó ít mặt quá. Ok, tê tê. Hả? Bơi gần gần thôi, xa quá, lộ mệt lắm. Cái cây này nó chút xíu xíu ở nhà, bằng cổ chân mình nè. Mà cái cây có bao lớn nè nha. Có chút xíu à, tầm khoảng ông bằng cái ống 90 à. Góc á, khúc trên ngọn chứ còn có 60 à. Rồi nhà ong trên đó kìa. Ôi, nó có mặt cả nhà.
Ui, còn mặt quá ngon đó nha. Cái sâu lên đó, cay vô xíu xíu. Dạ. Ôi giời, cái cây nó nhỏ. Được rồi nha, ngon nè. Quá ngon cục mặt luôn nha. Bên đây nè. Tập hơn nửa lít đó cả nhà. Ôi ơi, cái này nó vụt hoài vậy. Cái ổ này nó gần cái khu bông tràm đó nha, cho nên nó có mặt. Còn cái ổ này nó xa quá, ổ này cách đây cả cây số, nhưng mà chung một khu keo. Quá là ngon luôn. Cây nó quá nhỏ, buộc xuống nó cũng khó. Quá ngon luôn đó nha, cục mặt đó nè, nó vàng ươm lên nửa lít cả nhà. Ôi, coi thử còn tổ nào nữa không. Cái này mình dập luôn được một tổ nữa cả nhà, chưa kịp uống nước nữa nè, mà khói còn khói nữa nè. Nó nhỏ ông trên đây nè, bơi 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 qua luôn đi cho tao uống nước rồi, cái tao lên đó nha, ông đây nè nha. Dạ, bạn mình bơi qua cái uống nước cái rồi mình leo lên mình lụm nó luôn. Có mặt luôn rồi đó nha. Khu này gần tràm. Rồi. Rồi. Mình mới uống nước rồi, giờ mình lên luôn cả nhà ơi. Lên luôn cho nóng. Ôi, chưa kịp nghe mệt nữa. Đâu rồi? Cây này cũng nhỏ nữa nha. Da nóng gì nóng dữ. Ai da.
quá khói cả nhà. Ôi nó quằn dữ vậy trời. Có mặt cả nhà. Mà nó quằn ra tuốt máy à. Quá ngon rồi. Sao gá. Ây da. Nó mô gì đọc thật. Ây da. Ra được cái nha. Chòm chòm ra bắt được. Đừng có gió. Gió nó là xỉu luôn. Quá quằn rồi cả nhà. Rớt cái dao luôn rồi. Nóng. Bên đây em nói nó u gầm ơi. Mới gặp được thêm một tổ nữa nha. Nằm trên đó kìa. Cái này nó ba cái dây leo này nó mọc ngay ngang ngực mình luôn. Bây giờ này sâu muối gì đó rồi. Sâu ong nữa nha. Cây này là như là bữa giờ là dễ leo nhất luôn rồi nha. Ôi cục mặt nó phì đá lắm cả nhà ơi. À, cái cây nè. À, giờ mình thổi đuốc mình lên. Ơi sâu muối.
lên cũng dễ leo. À, thấp nhất dễ leo nhất bữa giờ mình bắt luôn nè, cu keo nè. Trời ơi, tôi voi luôn á nhà ơi. Sướng rồi. Quá đã luôn á nhà. Cục này là đẹp nhất bữa giờ mình bắt luôn nè. Quá đẹp cục mặt luôn. Nè nha. Ôi. Khói nó bay ngay chân cục mặt không à. Ồ, ngon nhất từ bữa giờ mình bắt luôn nè. Cây này không có chỗ đứng. Khá ngon. Cục mặt này nha, nhìn sướng không? Đâu rồi? Ôi, đâu rồi? Quá bịch cả nhà ơi. Mặt nó ngon mày ơi. Tôi vô luôn. Hả? Quá đã luôn cả nhà ơi cả nhà. Mặt ngon. Không quá chậm thanh rỗng vậy. Còn lại đứa bay ra. Còn cái luôn đó. Quá ngon. Lít ra nha. Ôi. À, gặp được thêm một tổ nữa đó nha. Tổ này ngon y như tổ nãy luôn. Nằm rút chết nha nha. Đó, cái cục đen đen ngay do cái động tay mình nè. Bị chói nắng rồi nha. Trời ơi, cục này nó phì nè cả nhà. Ồ, thơm rồi cả nhà ơi. Thơm rồi, thơm rồi. Xuống xoăn đồ lên. Cái đuốc này sáng bắt được 5 ổ ong rồi đó nha. 4 ổ chứ. Leo lên đâu này nữa là 5 ổ.
thế. Có ngay chắc già rồi cả nha. Già nóng. Quá đã cả nha. Nó già đấy nè. U ơi quá mặt rồi. Vô quá nhà ơi. Quá mặt luôn nha. Đấy nha. Hai bên luôn đó nha. Nè từ đây ra tuốt ngoài này luôn nè. Hai gan, gan rưỡi đó nha ơi, quá quá thơm rồi. Quá đã luôn. Quá đã cả nhà ơi. Quá khói rồi. Tấm này là nó cũng già dữ cả nha, cắt cho đi luôn nha. Cá lớn tới cả nhà ơi. Chậm ra mệt quá. Mặc mùa mưa mà gì là quá quá im rồi đó cả nhà. Tối nay thì tôi cũng phải tầm vài ngày nữa là nó đi, nó nghỉ đẻ con rồi. Mới gặp được thêm một tổ cả nhà ơi, mới quán đuốc mới. Cái đuốc này bắt được 5 mẫu rồi. Bơi xích kia đây chút quay lại ngay chỗ cũ rước tao nha. Lội xa lắm. Ông ông cho nó tới cả nhà. Trời ơi, này giòn cái gì? Kiếm cái gì mà mình cuột mà lên lên chảnh mới được nha, lên chảnh mới có chỗ máng.
mà chắc nó dẻo à. Nó dẻo quá nha. Ý lộn, nó giòn à. Có đem cộng dây chì im quá. Rồi, ok đó cả nhà. Cây này thì chắc cũng dễ leo mà. Đây, dìu dắt vô đây luôn. Cái lúc đầu này là nó khó cháy lắm nha. Mà hồi nó cháy rồi là dễ đốt. Đốt nhẹ là cháy hết rồi. Còn lúc mới đốt này thì lâu cháy lắm. Mua ốp nhang 30.000 á nha. Sáng mua ốp nhang 30.000 quấn được 3 bó. Bó này là bó thứ hai rồi. Bó nãy mình bắt được 5 ổ á nha. Ổ này là mình gặp ổ thứ 6 nè. Vậy là ok đó nè. Thôi mà có một bên không cháy. Cái bên cũng bên không cháy. Ổ này non hay gì rồi. Lỡ lên này cái nhà lên luôn cái nhà. Cái này còn non eo luôn. Lên tới đây nó động rồi, chứ sao nó không đi à. Trời ơi trời ơi, ông mới xuống luôn. Uổng quá uổng cả nhà. Số ghi tổ ông nha. Ở ông chà bá vậy trời. Giờ mình cũng mới về tới nhà này nè. Ở nhà cái mặt này nãy nó tô voi nè. Quá đẹp cục mặt này luôn đó nha. Vừa về tới nhà dưới sông rồi giờ trời mưa luôn đó nha. Đó. Nó ra thành quả hai ngày của mình nha cả nhà. Này nó tầm mười mấy kg quá nha. Chắc cỡ 10 kg. Bọt này có 3 kg à. Này ơi, bọt này nặng hơn cái này cả nhà.
quá ngon luôn đó nha. Rồi mình cũng tạm biệt cái nhà luôn nha cả nhà. Còn cái nhà của video sau nha cả nhà, muốn mua mật ong thì liên hệ cho mình số điện thoại là 0852 311 345. Rồi tạm biệt cả nhà, bye bye cả nhà luôn nha.